Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lập Studio đây. Hôm nay Lập sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Trong ngày hôm nay, Lập sẽ bắt mấy bé gấu về ở chung với mình nha. Tại vì mình thấy chỗ này khá là đẹp luôn này. Mình sẽ làm kiểu như một nơi ở mới cho mấy bé gấu ở ngay tại đây nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ quăng bển rồi dẫn mấy bé gấu về thôi. Ok, cảm ơn. Hiện tại mình đã tới chỗ của mấy bé gấu rồi này. À, mặc dù hơi bự con nhưng mà mấy bé gấu đi hơi chậm các ơi. Đấy, đi khá là chậm luôn. Ok, đây tạm thời mình chỉ dẫn ba bé gấu này về, còn bé gấu này sẽ ở lại chung với bé gấu bên kia. Ok, giờ đi thôi. Đó, các bạn nói rằng cái bé gấu màu nâu này này rất là hiếm luôn. Cho nên mình thấy mình cũng may mắn khi gặp được bé gấu nâu này. Mình cứ tưởng là chỉ có gấu gấu đen thôi các bạn ơi. Ai vậy? Vẫn có mấy bé gấu panda màu nâu ấy. Rồi, ok, giờ mình sẽ dẫn mấy bé gấu về nha. Hai đêm rồi mình mới dẫn được bé gấu về tới bên đó thôi các bạn ơi. Tại vì mấy bé gấu đi rất là chậm luôn. Với lại mình vừa đi mình vừa dọn đường ấy, cho nên khá là mất thời gian. Tạm thời mình để mấy bé gấu ở bển nha các bạn. Rồi để tập sau mình sẽ xem một cái nơi ở mới cho mấy bé gấu ở bên đây đi. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo một cái công thức mới ở phiên bản này, đó chính là cái dàn giáo nha các bạn. Ở công thức thì nó cần tre và một sợi chỉ ở chính giữa thôi, khá là rẻ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm thật là nhiều nha, làm tầm nửa stack này đi, nửa stack chỉ các bạn. Ồ, nửa stack chỉ mình được tới 3 stack dàn giáo luôn. Đấy, tha hồ mà xây dựng nha. Rồi, tạm thời mình sẽ để vô đây này. Đó, đây là số tre mà mình lấy được sau khi dẫn mấy bé gấu về. Ok, bây giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá cái hang ở ngay đây này. Tại vì gần cái nhà mình có nguyên một cái hang luôn nè các bạn. Ồ, mình sẽ vô trong đó để thắp đuốc lên, để đừng cho mấy con quái nó spawn nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt mấy cái tre rồi mình nấu hang lên làm đuốc nha. Nấu củi lên làm đuốc chứ. Ok, bây giờ chúng ta cùng xuống dưới thôi. Đó, mình sẽ cắm đuốc lên này. Ở đây có than luôn. Yeah. Với lại mấy cái tre các bạn cũng có thể làm được mấy cái stick ấy. Đó, cho nên không cần phải dùng gỗ để làm que đâu. Mình có thể dùng đem theo tre ấy, rồi mình làm que mình cắm đuốc cũng được. Ok, giờ đi tiếp thôi. Đây có quá trời sắt này. Tính ra cái hang này cũng khá là nhiều khoáng sản ấy các bạn. Rồi, đi tiếp. Than nữa nè. Mà than giờ chắc mình chưa cần đào đâu. Đào sắt thôi. Đó, giờ mình vô hang chủ yếu mình đào sắt với vàng thôi các bạn ơi. Kim cương gặp thì đào. Mà mình nghĩ cái hang này không có kim cương đâu, tại vì nó chưa đâu các bạn ơi, mình thấy nó cũng khá là sâu này. Bị tròn nữa ôi. Lần nào mình xuống mấy cái chỗ mà kiểu như nó dẫn xuống sâu sâu các bạn là thành cái hang cục mà. Buồn ghê á. Rồi ok, đi qua đây rồi. Wow, ở đây còn có một cái hang nữa nè các bạn. Nó lại dẫn lên trên. Tính ra mấy cái hang này kiểu như nó kết nối lại với nhau ấy các bạn ơi. Sắp tới nếu có được ấy, mình cũng có thể xây dựng ở dưới đây cũng được này. Kiểu như nó không có nhiều mấy cái hốc quá. Wow, mình sẽ cắm đuốc lên vô chỗ này nha. Vậy để mình coi còn chỗ nào sâu sâu không. Để mình thắp đuốc lên luôn các bạn. Ở trên quá trời mấy cái sắt luôn kìa các bạn. Được đây, được đây. Giờ mình sẽ bắt một lóc lên, mình đào hết chỗ sắt ở trên đầu nha. Quá trời luôn kìa. Rồi, đào này ra luôn. Ở trên đây cũng phải cắm đuốc luôn nha bạn. Kiểu như mình sợ nó spawn mấy con nhện ấy. Ghê lắm. Mình sợ nhất là con nhện các bạn à. Kiểu nó đánh xa cực. Mặc dù nó đánh không mạnh nhưng mà nó đánh xa ấy các bạn. Rất là khó chịu luôn. Ở đây có sắt nữa này. Đấy, đào sắt thì chỉ có việc vô hang đào thôi. Đây là cách nhanh nhất để tiện ra sắt ấy các bạn ơi. Ở đây nữa này. Vậy là xong rồi. Tính ra cái hang này cũng không có rộng lắm các bạn ơi. Ở dưới còn đường nữa này. Wow, than thì để dịp khác mình đào nha. Ví như mình muốn dùng cái cúp gia tài để đào một lượt luôn cho được nhiều than ấy các bạn. Wow, nhiều than cực các bạn ơi. Ok. Đấy, rồi mình sẽ quay trở lại coi. Tại vì ở bên đây còn một cái đường nữa này. Đó, xuống dưới luôn. Giờ mình sẽ làm dấu chỗ này ra. Để không thôi đêm hồi lạc các bạn. Phải làm dấu lại mới được. Đó, cắm nút vậy này. Rồi đi tiếp. Ở dưới có lava hay sao kìa. Không, cái nấm. Hình như cái nấm nó phát sáng không ơi. Đó.
À không, ở dưới có lava thiệt này. Wow, có vàng luôn. Yeah. Ok, được đấy. Giờ mình sẽ lấy một ít redstone luôn đi. Hãy sẵn tiện đào luôn các bạn. Tại vì mình gần lên cấp 30 rồi này, gắn đào thêm một ít kinh nghiệm nữa rồi mình lên enchant một thể luôn ấy. Ok, cắm đút lên. Hang cục rồi. Để mình xem coi còn sắt không nha. Tại thông thường mấy cái hang này sẽ có sắt spawn ở xung quanh các bạn, cho nên các bạn đi nhớ để ý trên đầu nha. Ủa đây có nữa này. Thấy không? Đó. Mình gần được một sắt này. Vô hang đào một xí là được hả các bạn ơi? Ủa, ở đây nữa này. Có lẽ cái hồ lava này hơi nhỏ các bạn, cho nên chắc không có kim cương đâu. Để mình thử đào xung quanh thử nha. Có vẻ không rồi. Ok, giờ quay trở lại thôi. Hình như sắp tới mình cũng cần nấm để làm mấy cái súp đó các bạn ơi. Các bạn bảo là súp cái gì, súp đáng ngờ ấy, được làm từ súp nấm bỏ thêm hoa vô ấy. Đó, cho nên mình cần mấy cái nấm này này để mình chế súp đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đào hết cho sắt này cái đã. Trời ơi. Wow, mình sơ ý một xíu là té xuống lava. Ôi quê. Nguy hiểm quá. Lắp lại. Than quá trời luôn kìa. Rồi sắp tới khi mà mình có cúp gia tài, chắc mình dành nguyên một tập đi đào thử hết số than trong cái hang nhà mình coi có được bao nhiêu nha. Mình nghĩ ha, chắc hai mấy chục stack các bạn à. Đó, nhiều cực luôn ấy. Rồi. Mình đói meo này. Ăn vô cái đã. Ở dưới là nguyên hồ lava kìa. Mà dưới là không còn cái hang nào khác hết các bạn ơi. Chắc mình phải đào thêm ít than quá để làm đốt các bạn, tại vì bây giờ mình hết đốt rồi. Ok, giờ mình sẽ đào một ít để làm than nha. Làm đốt nha. Rồi, đào ra. Than thì cũng cho kinh nghiệm nữa các bạn, nhưng mà kiểu như có tỷ lệ, nhiều khi mình đào mấy cái quặng nó không ra kinh nghiệm nữa này. Mà nếu có ra thì ra cũng ít lắm các bạn ơi. Cho nên mình vẫn thích sao ta? Dùng thạch anh ấy, farm thạch anh là nhiều kinh nghiệm nhất. Rồi, qua đây coi. Cái này là dẫn đi lên. Cầm đuốc coi đã. Thì giá này là dẫn đi lên đó các bạn. Thang cùng luôn kìa. Ok, gì là rẽ qua đây. Ở đây còn một đường nữa này. Ở đâu ta? Đây. À không, cái chỗ đó nó chưa lót kẹp các bạn. Mình cứ tưởng còn đường chứ. Ok, giờ quay trở lại thôi. Để coi hướng nào chưa đi ta. Hướng đây này. Vậy là mình sẽ làm dấu ở đây là cái đường để đi lên đó các bạn. Ok, ví dụ mình còn quên đem theo cái kiếm. Dùng rìu đánh cũng được các bạn, tại vì cái rìu nó tới chính sức tấn công là ngay, cho nên cũng không sao đâu. Cái này đi xuống tuốt dưới luôn này. Hy vọng là đừng có hang cùng nha. Đừng. Nó thông với cái hang ở phía trên các bạn ơi. Thì ra là vậy. Ok, giờ mình sẽ đào cho sắt này ra. Ở đây còn nấm nữa này. Yeah, lấy luôn. Mình được nhiêu ta? 11 nấm rồi các bạn ơi. Yeah, sắp tới chắc làm được vài bát nấm ấy. Bát súp nấm ấy. Tại vì một bát súp nấm hình như cần tới 2 cái nấm hay sao các bạn. Cầm nút lên. Cái này gần đất lắm này. Thấy các bạn thấy đất ở trên đầu không? Gần mặt đất lắm. Ở đây còn này. Xem ném mình bỏ sót rồi này. Đào hết luôn. Rồi, ok. Vậy đã xong rồi. Ở đây còn nữa nè. Mới đi một xíu thôi mình đã được một stack rưỡi sắt rồi các bạn ơi. Quá là nhanh luôn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt mấy cái đồ linh tan tinh này đi. Rồi mình sẽ bắt đầu trồng trọt lại nha. Tại vì ở mới mà mình cần phải trồng trọt lại các bạn ơi, để có nguồn lương thực ấy. Và mình sẽ làm một cái chỗ thu hoạch nông sản tự động luôn các bạn. Tại vì mình có ít cái chỉ này. Ok, bây giờ mình sẽ làm ít cây cung nha. Mình thiếu chỉ này. Chỉ đâu? Đây. Mình còn ba mấy chỉ từ khu mỏ ở bữa tập trước mình lấy đây. Đó, mình sẽ làm thêm một cái chỗ đó là cần mình nghĩ mình cần ba cây cung các bạn, để mình làm ba cái máy phân phát đây. Đó, máy phân phát đây. Một cái, hai cái và cái thứ ba. Ok, giờ mình sẽ ngủ rồi đó. Rồi sáng ra mình cùng nhau làm cái chỗ farm đó nha. Ok, cảm ơn. Mình đã chuẩn bị vật liệu xong rồi. Bây giờ mình sẽ đặt cái chỗ farm này ở ở đâu ta? Mình nghĩ cũng đặt gần gần đây thôi các bạn.
À, trước tiên á mình sẽ tính trước cái đã. Tại vì một bờ lốc nước này nó chỉ chảy được 8 ô thôi, cho nên mình sẽ tìm một chỗ nào đó ở đâu nhờ. Chỗ nào đó hơi phẳng phẳng tí các bạn, tại vì mình làm cái giường này ở chỗ phẳng mới được ấy. Chỗ gồ ghề làm không có được đâu. Cho nên chắc mình sẽ làm ngay tại đây đi. Lấy chỗ này cũng ổn này. Đó, kiểu như cho nó chảy nước từ bên đây qua bên đây nữa các bạn. Đấy, ok. Đầu tiên mình sẽ đặt cái này trước cái đã. Ở đâu ta? Sẽ đặt ngay đây đi. Đó, rồi cách ra 8 ô. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem nhá. Rồi mình sẽ làm một cái nút luôn, một cần gạt cũng được này. Đó. Ui, sao lại chảy xuống đây nhờ? Ủa, kỳ vậy. Rồi làm lại. Đó, nước nó sẽ chảy tới đây đúng không? Và ngay tại đây nè, mình sẽ đặt một cái hopper các bạn, rồi nó sẽ tự động hút đồ vô thôi. Đó, rồi. Giờ mình sẽ vô trong lấy đất rồi mình nghĩ mình sẽ ốp lại cái hồ này nha các bạn. Tại vì cái hồ này nhìn không được đẹp cho lắm này. Ok, giờ mình sẽ lấy đất rồi ốp cái hồ này lại nha. Rồi mình cùng nhau làm cái ruộng thôi các bạn. Ok cảm ơn, mình đã nhân giống xong cái chỗ cây trồng của mình rồi. Ở mỗi một ô ấy mình sẽ trồng một loại cây trồng khác nhau. Khi nào nó lớn mình sẽ ấn cái cần gạt này, rồi nước nó sẽ đẩy mấy cái cà rốt khoai tây rồi về đây, và mình đứng ở đây rồi nhặt thôi các bạn. Đó, không cần phải đi gặt từng ô đâu. Đấy, khá là đơn giản luôn. Ok, như vậy thì mình đã xong cái chỗ farm. Bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha các bạn. Ở tập trước ấy, các bạn có hướng dẫn Lộc là cái quả mọng ngọt này dùng để thuần phục con cáo ấy. Mình cứ tưởng cái này chỉ dùng ăn thôi các bạn ơi. Thì ra nó để dùng thuần phục con cáo ấy. Và mình cũng trồng một ít đi. Đấy, để có gì mình còn mà nhân giống ấy các bạn. Đó, mình sẽ trồng xung quanh cái sông này. Đó, ui. Cái này đập ra sông là không có lấy lại được các bạn ơi. Cho nên cần phải lưu ý nha. Rồi, tạm thời trồng vô đây thôi. Mình sẽ lấy thêm một ít đi. Mình sợ giống như con vẹt hôm qua ấy, mười mấy cái hạt giống mà không chịu thuần phục các bạn ơi. Ok cảm ơn. Trước khi đi tìm bé cáo ở bên khu rừng gỗ băng sam, bây giờ mình sẽ xuống chỗ này này. Tại hôm qua mình thấy mấy cái công trình ở dưới nước các bạn. Đó, ở phía dưới kìa. Bây giờ mình xuống dưới thử nha. Tại vì thường thường dưới này sẽ có mấy con zombie chết đuối các bạn. Đó. Ui cút, ui dạ, dạ. Ui nó cầm đinh ba. No. Ui dạ. Ui nó hai con luôn. Hai con luôn các mời. Té. Ui dạ. Ui. Oh my gosh. Ồ, mình đồ sắt nó quýnh ghê quá các ơi. Kìa nó phóng lên đây hoài luôn kìa. Mình để mình thử dùng nó mình bắn coi được không nha. Mày bắn là không mày. Giờ sao quýnh nó ta. Ui nó phóng kìa. Ui. Bấy hết các ơi. Ui nó bắn được. Ui. Không ổn rồi. Nó phóng liên tục gì là mình chịu các bạn à. Chạy. Ui da, gần chết rồi. Ui. Nó mạnh cực các bạn ơi. Mình đồ sắt yếu quá à. Nó quýnh gần chết rồi này. Mình không biết giờ sao quánh nó nữa. Nó dưới kìa. Mà mình không có cách nào để áp sát nó hết các bạn ơi. Ui. No. No, anh ơi. Tha đi mà. Dạ. Rồi. Ui. Áo, đừng. Nó phóng quá trời. Ui. Áo, rồi. No.
Ui mấy con zombie cầm đến ba mạnh lắm các ơi, nó phóng mình một lần là tới ba tim lần ấy. No, bây giờ mình sẽ làm một bộ giáp sắt mới đi và lấy theo cây kiếm kim cương này mình mới quánh được nó ấy. Rồi bây giờ mình sẽ làm nguyên bộ giáp mới đi. Ui nó mạnh thật cực ấy, phải trả thù, phải trả thù. No, hôm nay Lộc bị ăn hiếp rồi. Rồi mình sẽ làm thêm một cái khiên luôn các bạn, không có khiên thì đánh không có lợi nó đâu. Rồi bây giờ sẽ làm một cái khiên này. Khiên ở, ủa công thức khiên có không ta? Đây đây, ủa à đây đây đây, rồi ok như đây chắc được rồi đó. Mình sẽ cắt bớt mấy đồ nhà các bạn. Rồi cầm như đây là đủ rồi. Cần một ít thức ăn nữa các bạn ơi. Thức ăn thì mình sẽ dùng bánh mì nữa đi, mình làm được 2 ổ bánh mì này đó, ăn dần bụng thôi. Rồi ok con bệnh xử nó lại, phải trả thù mới được. Ui. Mà công nhận mấy con zombie đến cầm lên ba nó phóng đao cực mọi người. Ui, phóng một lần là tới ba tim lần ấy. Oh my gosh, ý là mình mặc giáp ấy sao mình chả hiểu sao trên dưới nước cây lên ba mạnh cực ấy các bạn, không biết trên bờ nó có mạnh như vậy không nữa. Ok bây giờ mình sẽ quăng bển rồi lấy lại đồ rồi xử đẹp mấy con đó nha. Ok giờ đi thôi. Ok cảm ơn, mình đã quay trở lại đây, bây giờ mình sẽ lại chỗ kia để nhặt đồ trước đã. Wow, mấy con này nó mạnh quá rồi, không biết nó còn không nữa, mình sợ nó despawn đó các bạn à. Kinh nghiệm của mình đầy đây. À có vẻ. Nó còn. Ui. Để mình coi mấy cái dụng cụ mình còn không đã. Mình thiếu cái rìu, mình mất cái rìu. No, mình phải nhặt lại cái rìu đã. Chưa, để mình tìm cái rìu các ơi. Đừng nói mất cái rìu nha. Cái rìu có rồi kìa. Ui dạ. Ui, hồi nãy mình bể cái khiên, mình mới chết đấy. Ok, giờ xuống thôi. Mày hả mày? Mình sẽ chia ra đánh lẻ từng con các bạn. Hai con cầm đến ba mình đánh là không lợi đâu. Mày, hi, đánh. Mình đánh nó một cái rồi mình đỡ liền các bạn. Đó, vậy nó mới không gây đam được mình thôi. Ui da. Ui, hết oxy. Mày hả mày? Ui nhưng mà nó không gây ra cái đinh ba các ơi. No, chán ghê á. Kiểu như nó đánh mình chết hết mạng rồi mà nó không gây đinh ba nữa. Kìa nó phóng kìa. Phóng bấy nhảy luôn các bạn. Oh my gosh. Hồi nãy mình thấy còn một hay hai con gì cầm đinh ba nữa mà ta. Ủa chẳng lẽ nó despawn ta? Ok, để mình xuống đây lại coi. Mấy con này đánh đau thiệt ấy. Mình nghe tiếng nó này. Ủa nghe tiếng rồi nó đâu ta? Mình sẽ lại cục ác ma để lấy oxy nha bạn. Ui kìa, nó bị nghẹt thở kìa. Ủa? À nó ở trong. Dạ. À thì ra nó ở phía trong các bạn ơi. Ủa ở đây tối quá các bạn thông cảm nha. Ở đây hơi tối các bạn. Ủa có cái rương này. Sẽ vô đây để lấy oxy luôn. Ui được cái bản đồ trong vui. Yeah. Rồi giờ mình sẽ đi chỗ khác đi. Cái chỗ này có lấy được cái rương là xong đó các bạn. Hình như mỗi cái chỗ này nè đều có một cái rương hay sao ấy. Rồi giờ mình sẽ tìm chỗ khác coi. Hồi nãy mình gặp hai con cầm đến bao giờ mới đánh được con hả các bạn. Giờ mình sẽ đào chỗ này ra để tìm thêm một cái rương ra. Thông thường ở đây. Ồ phải lót các bạn ơi. Mỗi lần mở rương này nó phải lót một lần này. Cái kho báu nữa. Mà mình sợ bị trùng các bạn, tại vì thông thường mấy cái kho báu gần gần này này là nó sẽ bị trùng ấy. Ok, giờ đi tiếp. Mình nghe tiếng nó mà nó đâu nhờ. Cái nào nó ở phía trong không ta? Chắc nó ở phía trong. Đây. Núp. Núp hả cụ? Núp hả? Chơi mà chơi núp. Ok, giờ mình sẽ lấy cái gương trong đây. Ui, hai con luôn. Ui, đây hai con luôn các bạn. Ui chết, mình không có oxy, chạy. Ow. Ui mình không có thể thở được, mình phải đem cục mắt ma theo ấy. Ui da, no. Ui, con zombie baby kìa. Ui. Mày hả mày? Wow, ở đây đông phết kìa mọi người. Ui, cái bong bóng mình cứ tưởng con zombie cầm đinh ba không. Oh my gosh. Kiểu như sợ nó phóng á các bạn. Mày đứng ở đây hả? Đứng ở đây. Rồi. Mấy cái tàu bè quá trời luôn kìa. Ok, mình lượm cái này cũng được nè. Có rùa kìa. Có rùa luôn. Yeah.
Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống đây rồi lấy hết mấy cái rương trong đây luôn nhé bạn. Ok, cảm ơn. Mình đã lấy hết rương của mấy cái công trình này rồi. Oh my god, mình đã mất hết số kinh nghiệm hồi nãy luôn. Tiếc ghê á, nhưng mà không sao đâu. Chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà ngủ một cái rồi quay trở lại khu rừng này nha. Tại vì trời cũng tối rồi các bạn. Rồi ok, giờ về ngủ thôi. Ở tập trước có các bạn comment là kêu Lộc cứu mấy anh dân làng ấy, nhưng mà tạm thời mình chưa đủ nguyên liệu để cứu mấy ảnh các bạn ơi, cho nên mình tránh việc lại gần ngôi làng ấy, để không thôi mấy ảnh despawn là mình không còn cứu được đâu các bạn. Ok, giờ mình sẽ lấy thêm một ít mấy cái quả mồng ngọt nè, để nhiều khi gặp nhiều nhiều mấy bé cáo này thì mình còn bắt được nữa ấy. Rồi lấy thêm ít nào, họ sẵn tiện mình ăn luôn các bạn. Đây có quá trời này à, nhưng mà họ ăn mấy cái quả mồng ngọt này hồi không được nhiều các bạn ơi. Đấy, mặc dù nó ăn nhanh thiệt cái kệ đi, ít nhất cũng có nguồn thức ăn free đó bạn. Ở đây có cù này. Có nấm luôn, có nấm luôn. Rồi giờ mình sẽ lấy một ít nấm nha. Giờ gặp nấm là mình lấy hết các bạn ơi. Không biết cái một loại nấm này có thể làm được cái súp không nha. Mình sợ cần cái loại nấm kia luôn các bạn, nấm màu đỏ đỏ ấy. Thì mình không có để làm đâu, mình chỉ có cái nấm trắng này thôi. Ở đây mình chưa thấy cáo nữa ta. Oh my god, tính ra cái gừng này cũng khá là bự đó các bạn. Có núm nữa này. Giờ gặp núm là mình nhặt hết luôn các bạn. Nãy giờ đi khơi khơi mấy cái quả mầm ngọt ấy, nó cắt là hư đồ hết đó các bạn ơi, không đùa được. Cho nên cầm đồ xịn xịn này cũng phải để ý đây. Nhiều khi mình ăn ít đau nhưng mà nó hư cái độ bền các bạn, nó giảm độ bền đấy. Thành ra phải chú ý cái mấy cái trái mọng ngọt mới được. Vẫn chưa thấy cáo ở đâu hết. Không biết trong cái rừng này có làng không nhờ, tại vì đó giờ mình chưa gặp làng trong cái rừng gỗ ăn xa mấy các bạn. Tới vùng đồng bằng luôn này. Tới vùng đồng bằng luôn các bạn ơi. Để mình đi xung quanh đây coi. Tại vì mình nghe nói gì cáo chỉ ở cái khu mà Văn Sam thôi các bạn. Cho nên phải đi vòng vòng khu này mới được. Dùng đồng bằng để hôm khác đi, hôm khác mình quăng bển mình tìm làng. Ở đây thì tìm. Mình gặp bé sói luôn nè. Mà không có đem theo cái kia. Sao con cáo nó nhát vậy ta? Mình cầm một chấm mồng ngọt nè. Nó nè. Lại đây nè. Lại đây. Nó nhìn kìa, mặt nó buồn cười quá các bạn ơi. Kìa lại kìa. Lại đây nè. Nó chạy nữa rồi. Nó nhát lắm các bạn ơi, nó nhát như con mèo luôn ấy. Kìa. Ôi giờ sao thằng phục nó đây? Được rồi nè. Mình thuần phục được rồi. Ủa sao nó còn chạy ta? Mình thuần phục rồi mà. Mình thuần phục rồi các bạn, nó ăn rồi đó. Nó đi theo mình chưa ta? Ok, để mình đi thử một chút các bạn. sao nãy nó hiện trái tim mà. Sao giờ chạy đi đâu luôn rồi? Cái cáo ơi, nó mình cho nó ăn đó bạn. Sao nó còn chạy này? Đừng chạy nữa. đừng chạy nữa mà. Làm gì nó sợ với bạn? Vậy là không có thuần phục được hay sao các bạn ơi? Ok, các bạn nào biết cách để thuần phục bé cáo này thì đừng quên comment phía dưới nha. Mình cho nó ăn mà nó hiện tim nhưng nó không đi theo các bạn. Kỳ thế nha. Nó chạy kìa. Cứ chạy hoài luôn á. Ok đi, ít nhất hôm nay mình cũng gặp được. Ở đây còn bé cáo nữa nè. Hôm nay mình gặp được hai bé cáo luôn. Nó ngủ luôn các bạn ơi. Nó ngủ hay sao đúng không? Wow, phiên bản này hay thiệt ấy.
Hồi nãy mình thấy gỗ gàng nó nằm đó 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 đó, nó ngủ kìa. Để mình phóng ra cho các bạn dễ xem nha. Nó nằm kìa. Đéo các bạn. Nó nằm kìa. Yeah. Thì ra bé cáo trong phim ăn này ngủ luôn các bạn. Ok, để mình đi né né qua đây mình nhìn coi. Ngủ kìa. Yeah. Rồi ok, vậy là ngày hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ là tìm được bé cáo nha các bạn. Ok, bây giờ chắc mình sẽ quay về nhà thôi các bạn ơi. Ok, đi thôi. Ok, cảm ơn. Như vậy trong ngày hôm nay thì Lộc đã làm được một chỗ thu hoạch lúa tự động ngay tại đây, cũng như là dẫn được hai bé gấu về bên kia đó. Ở tập sau Lộc sẽ xây cho hai bé đó một nơi ở mới nha. Và Lộc tìm được con cáo trong ngày hôm nay rồi. Yeah. Và ở tập sau nếu các bạn có những yêu cầu hay có công thức chế tạo nào mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.